Shop săn hàng rẻ giới thiệu với khách hàng mã bình giữ nhiệt 2973 của Elmex. Sản phẩm được giữ nhiệt tối đa lên đến 8 giờ và giữ lạnh lên đến 12 giờ. Sản phẩm được nhập khẩu từ châu Âu ạ. Đây là mã sản phẩm, đây là mã QR ạ. Sản phẩm nền trắng và có hai màu ạ. Bình có dung tích là 500ml với thiết kế dây đeo, dễ dàng trong quá trình mình mang theo ạ. Màu trắng được sơn tĩnh điện, không bị xước, dễ làm sạch. Cái cốc này, cái nắp này mình có thể ngửa ra để làm cốc. Đây ạ. Inox ạ. Xịn đẹp luôn, bên trong là một túi hút ẩm. Đây là dòng bình, mã bình cao cấp của Elmex ạ. Đây là màu trắng, viền xanh và đây là màu trắng, viền đỏ.